Mến chào quý khán giả đến với chương trình Tin Nhanh 18 giờ được phát vào lúc 18 giờ từ thứ hai đến thứ sáu trên kênh YouTube Truyền hình Bến Tre. Sau đây mời quý khán giả theo dõi những tin tức vừa cập nhật trong ngày 5 tháng 6. Cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đang khẩn trương điều tra vụ việc 3 người trong một gia đình ở xã Trung An, huyện Vũ Thư gồm bố đẻ, con gái và cháu ngoại tử vong bất thường. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng, ông NTX, 86 tuổi, được người dân phát hiện chết trong phòng ngủ. Tuy nhiên, gia đình không trình báo cơ quan chức năng. Qua tình báo của quần chúng nhân dân, lực lượng công an lập tức có mặt yêu cầu giữ nguyên hiện trường. Kiểm tra, công an phát hiện trên người ông X có 4 vết thương. Tiến hành kiểm tra xung quanh ngôi nhà, lực lượng chức năng phát hiện thi thể chị NTH, 39 tuổi, con gái ông X, và thi thể cháu H, 5 tuổi, con trai chị H, ở đoạn kênh thủy lợi gần trước cửa nhà. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên do xuất phát từ mâu thuẫn gia đình và xác nhận nghi phạm chính là chị NTH. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người có liên quan để điều tra vụ việc. Một người đàn ông trong lúc đang sửa chữa máy xúc thì lốp xe bất ngờ phát nổ khiến người này tử vong tại chỗ. Vụ việc xảy ra tại một mỏ đá trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo thông tin ban đầu, ông NVT, sinh năm 1970, quê Đồng Nai, đang sửa xe máy xúc trong khu vực mỏ đá thuộc ấp 1 xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thì bất ngờ lốp xe phát nổ. Vụ việc khiến ông T tử vong tại chỗ. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an địa phương đã đến hiện trường khám nghiệm để điều tra. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ. Một nhà dân trong hẻm tại khu phố 4, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhờ sự phát hiện kịp thời của người dân và công tác dập lửa nhanh chóng của lực lượng chức năng, đám cháy đã được khống chế kịp thời, không gây thiệt hại về người. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 phút, người dân sống tại khu phố 4, phường Tân Biên hốt hoảng khi phát hiện khói và lửa bốc lên ngùn ngụt từ căn nhà trong hẻm. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ căn nhà và tỏa ra nghi ngút khói đen. Nhận được tin báo, công an phường Tân Biên cùng lực lượng bảo vệ dân phố và phòng cháy tại chỗ đã có mặt tại hiện trường để xử lý ban đầu, đồng thời điều động đến hiện trường với 2 xe chữa cháy và 20 cán bộ chiến sĩ. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn chặn đám cháy lan rộng sang các nhà lân cận. Sau khoảng 30 phút nỗ lực, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Rất may mắn vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều tài sản bên trong căn nhà đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận thông tin đã bắt giữ nghi phạm dùng hung khí đâm tử vong một người nước ngoài xảy ra trên địa bàn quận Nhất. Cụ thể, vào buổi trưa, người dân sống trên đường Thái Văn Lung, quận Nhất nhìn thấy hai người đàn ông nước ngoài mâu thuẫn giằng co với một người đàn ông Việt Nam. Một lúc sau, người dân phát hiện một trong hai người nước ngoài bị thương ở vùng ngực, chảy nhiều máu nằm gục trên đường. Người dân hô hoán và gọi xe đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu với vết thương bị đâm bằng vật sắc nhọn xuyên từ cổ xuống ngực trái, trong tình trạng lơ mơ, mạch rời rạc, huyết áp không đo được, sốc mất máu. Do vết thương quá nặng, người này đã tử vong. Nhận tin, lực lượng công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh và bắt giữ nghi phạm gây án. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Bãi Cháy, một gia đình ở thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh thuê căn hộ ở Bãi Cháy nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, do sơ suất để hai con bơi ở bể bơi riêng, sau đó cả hai cháu gặp nạn. Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết, nhận được tin báo, bệnh viện đã cử cán bộ bác sĩ sang bệnh viện Bãi Cháy để hỗ trợ cấp cứu hai bệnh nhi bị đuối nước, sau đó chuyển về bệnh viện Sản Nhi để điều trị. Khi tiếp nhận, một bé sinh năm 2017 đã tử vong ngoại viện. Đến tối cùng ngày, gia đình đã xin đưa cháu về để an táng. Còn một cháu sinh năm 2020 hiện đang được tích cực chăm sóc trong tình trạng suy đa tạng, phải lọc máu. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trước đó, tại khu vui chơi dưới nước trong quần thể khu du lịch Quảng Ninh Gate, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều cũng xảy ra vụ đuối nước. Nạn nhân là một trẻ 7 tuổi trú tỉnh Bắc Giang bị đuối nước khi đang chơi dưới nước trong quần thể. Dù được lực lượng cứu hộ tại khu vui chơi tiến hành sơ cứu và đưa đến trung tâm y tế thị xã Đông Triều cấp cứu, nhưng sau đó nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng chết não. Ủy ban Nhân dân xã Giao An, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lũ cuốn trôi xe bán tải khi cố vượt qua tràn lúc nước lũ đổ về. Rất may hai người đi trên xe đã thoát nạn khi chiếc xe bị nước lũ cuốn trôi.
Khoảng 17 giờ 30 phút trên địa bàn xã Giao An xuất hiện mưa rất lớn kéo dài đến 18 giờ cùng ngày. Mưa lớn kèm theo nước từ thượng nguồn đổ về, chảy xiết qua tràn ở thôn Chiền Nang. Đến 19 giờ 30 phút, nước ở tràn thôn đang rút dần nhưng mực nước vẫn còn cao và chảy xiết nên người và phương tiện chưa thể qua lại. Dù nước dâng cao và chảy xiết nhưng một chiếc xe bán tải chưa rõ biển số chở hai người vẫn chạy qua tràn và bị nước cuốn trôi xuống khu vực chân tràn. Rất may, hai người trên xe đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Ban đầu chỉ bãi đất trống nhỏ, trải qua 110 năm, quảng trường chợ Bến Thành trở thành đầu mối kết nối giao thông sầm uất bậc nhất, gắn bó nhiều thế hệ người Sài Gòn. Quảng trường chợ Bến Thành được khởi công vào năm 1912, hoàn tất sau gần 2 năm. Giai đoạn đầu, người Sài Gòn gọi khu vực này là quảng trường chợ, trong khi chợ Bến Thành được gọi là chợ Sài Gòn hoặc chợ mới để phân biệt với chợ cũ. Trước năm 1929, quảng trường chỉ là một khoảng đất trống đơn giản, sau đó chính quyền mới xây dựng thêm một bùng binh và khu vườn kiển ở trung tâm. Từ năm 1955, chính quyền Bảo Đại đổi tên thành quảng trường Diên Hồng. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao quận Nhất lập kế hoạch triển khai cải tạo cảnh quan trước chợ Bến Thành, dự kiến hoàn thành trước 30 tháng 4 năm 2025. Tổng diện tích chỉnh trang khoảng 45.000 m2, chia làm 4 vùng bao gồm quảng trường và các con đường, vỉa hè, công trình gắn với quảng trường được xem là lâu đời nhất Sài Gòn. Sau khi hoàn thành cải tạo, nơi đây có thêm nhiều tiện ích công cộng, mảng xanh, phục dựng lại các công trình kiến trúc, tượng đài gắn với ký ức người dân thành phố. Một người đàn ông 75 tuổi, người nước ngoài, được ngư dân tỉnh Quảng Ngãi giúp đỡ khi thuyền gãy cột buồm, hỏng động cơ trên đường từ đảo Luzon, Philippines đến Nha Trang. Anh TKH, quê xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn cho biết, khi đánh bắt cách đất liền khoảng 100 km, đã phát hiện thuyền buồm di chuyển bất thường. Trên thuyền có người đàn ông lớn tuổi ra dấu nhờ giúp đỡ. Thấy sức khỏe của ông không ổn nên đưa thuyền vào cảng cá Sa Quỳnh, bàn giao cho đồn biên phòng Sa Quỳnh, Quảng Ngãi. Nhân viên y tế đã đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe cho ông, cơ quan biên phòng hỗ trợ liên lạc với gia đình, cung cấp nhu yếu phẩm. Người đàn ông là Queen Richard Anthony, đến từ Mỹ. Ông xuất phát từ đảo Luzon, Philippines để đến thành phố Nha Trang, Khánh Hòa để du lịch. Tuy nhiên, quá trình vượt biển, gió mạnh khiến cột buồm bị gãy, động cơ hỏng, trôi dạt nhiều ngày. Ông không tới bờ được như kế hoạch, sức khỏe suy yếu. Ông rất lo lắng trước khi gặp được những ngư dân Quảng Ngãi. Hiện thuyền buồm được ông neo ở gần đồn biên phòng để cùng các thợ máy sửa động cơ bị hỏng, dựng lại cột buồm để tiếp tục hành trình. Đoạn clip camera ghi lại cảnh cô gái đi làm về khuya bị nam thanh niên xô ngã xe có hành động xấu ở đoạn đường vắng tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận lan truyền trên mạng xã hội khiến người xem phẫn nộ. Theo hình ảnh từ đoạn clip này, khoảng 23 giờ 15 phút, cô gái khoảng 17 tuổi đi xe máy đi làm về. Bất ngờ, một nam thanh niên đi xe máy áp sát, xô ngã xe. Khi cô gái đứng dậy bỏ chạy thì bị thanh niên kéo lại khống chế. Sau đó hai bên giằng co, cô gái bị kéo vào bãi đất trống ven đường. Tại đây cô gái dùng ra để bỏ chạy và la to. Khoảng 3 phút sau, khi thấy có xe máy của người dân chạy ngang thì thanh niên lên xe bỏ chạy. Cô gái chạy bộ về nhà tri hô. Lúc này người dân trong xóm mới kéo ra hiện trường. Toàn bộ vụ việc diễn ra trong 3 phút 30 giây. Hiện trường xảy ra vụ việc trên đường bê tông cách đường quốc lộ 1 khoảng 100m. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận đã đến khám nghiệm hiện trường đang điều tra làm rõ vụ việc. Dẫn chứng một đường dây buôn bán hơn 10 tấn xúc xích bẩn vừa bị bắt giữ, Công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đã thí nghiệm để xúc xích phơi nắng 7 ngày, kết quả là không bị ôi thiêu. Công an thành phố Hà Nội phát hiện một đường dây buôn bán xúc xích bẩn vừa bị bắt giữ và cho biết đường dây này bắt đầu từ một hàng quán ở cổng trường học. Sau đó, lực lượng công an đã lần theo dấu vết tìm được 5 đến 6 đầu mối và phát hiện kho hàng có chứa hơn 10 tấn xúc xích bẩn. Thử thí nghiệm để xúc xích ngoài nắng 7 ngày, kết quả xúc xích không bị ôi thiêu, bốc mùi. Nghi ngờ sản phẩm này có sử dụng formol, một chất độc thường được dùng để khử trùng, làm hóa chất để bảo quản xúc xích. Lực lượng chức năng lo ngại nếu số lượng xúc xích này được tiêu thụ hết tại các cửa hàng tạp hóa ở cổng trường, số lượng trẻ em bị ảnh hưởng đến sức khỏe rất lớn. Cẩm Tú cảm ơn quý khán giờ đã theo dõi chương trình Tin Nhanh 18 giờ. Quý khán giờ đừng quên bấm nút đăng ký kênh YouTube Truyền hình Bến Tre để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về các tin tức sự kiện trong và ngoài nước. Hẹn gặp lại quý khán giả với những tin tức và sự kiện mới vào 18 giờ ngày mai.